Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ngày hôm nay thì còn lại một số cái phô mai Khánh Hòa thì mình sẽ giảm giá đến Hoành của nó là 300 B44 nha nghìn anh em. đồng một phôi các bạn ha. Hoành Như B44 cái phôi chịu này keo. là một cái phôi có hoành là 34, chiều cao là Keo 44. 44. Lời Phôi nào này cho phôi. giảm anh em mình 100 nghìn thì sau giảm giá nó còn Rồi lại là B44 keo nha. 300 nghìn các Rồi bạn. gửi chị. 300 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Này nó có cái tép lũa này chiếu nha. Nó dính đế không? Cắn đế vô đó. Mai rừng Khánh Hòa, anh em nào yêu thì liên hệ nha. Thì nó giống như một cái chu trình thôi các bạn. Thì cái nào mà mình bán qua một đợt rồi thì còn lại thì mình sẽ giảm giá để anh em Cày lúa chơi nha anh nha. em. Cày đó. Cây này là một cái phôi mà cực Đố gọi là chạy nha. VIP luôn á, Nổ nè. Nổ cực VIP luôn các bạn. Lỗ rất Hoành là nhiều luôn. 53, Rất nhiều nha. Và cây trải hoành nhiều nha. 53, Đúng không? chiều Rất cao nhiều. là một trên mét Rồi đó rưỡi, cái quanh chỗ đó. chiều cao là 1 mét chứ, 95, chiều cao 95, Ok. 53 chiều cao Hoành 95. ngang Phôi trên này đó là là mình 50 nha. giảm Ủa nổi xuống nha. 300 nghìn. Đó, chưa không có Cây đòi dữ nha. này Cây là bầu phải tầm khoảng rễ cộ này kia 60 ổn nha. định, cây Keo đẹp các bạn. 95. Hoành Hoành 53, thân 5B cây chiều cao 95 nha anh em. 95. Củ nở to Phôi nha. này giao lưu anh em mình sau Lỗ giảm không? giá còn lại là 1 Rất nhiều. triệu Lỗ không? 600 nghìn bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các Cái bạn này nha. là nó có Mai dính đế rừng nha, Khánh nó Hòa hơi ha. tép tép tí xíu nha, nó không có to nha anh em, nhỏ thôi, nhỏ dính đế, Anh em nào mặt của yêu nó thì dính đế, liên hệ nó bằng ủng cái này hộ YouTube Sắc Vàng, ủng hộ em nha. anh em. Cây này cầm keo cũng Cây này 16 nha. là một Keo cây cũng 16. khá là đẹp các bạn. Cây Keo này cũng là lửa một cái lửa phôi khá lửa đẹp nhiều luôn. nha anh em. Hoành Lửa nó cũng trái khá đó. là to, hoành Trời 52, hoành cổ đế 52. Xin một trời đó Cây thì ha. rễ Lửa cổ rất nhiều ổn, nha. bầu Không ổn. không, lửa rất nhiều luôn nha. Bầu rễ cứng nững. Rồi. Chiều cao thì chót vót luôn. Ẩn về một Chiều bên cao nữa. nó tới gần 2 mét nè các bạn. Cây này thì cũng Đâu giảm rồi này. anh em mình giảm giá là cho anh em mình là 300 nghìn. Mà ở dưới này là nó Quanh của nó là 52, chiều 52 nha. cao của nó là 1m6. 52, keo tầm 16 nha. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Thành Độ thằng chiều cao của 52 nó là keo vừa 16. luôn á, vừa độ luôn á. Rồi lắc. Vừa Rửa độ trái luôn nha, nha. rửa nhiều nha anh em. Lên chốt ha. Hôm rồi Ok. nghe thời sự thì thấy là Ukraine được Mỹ Được tài nha. trợ đâu bảy mươi Ờ, mấy cây tỷ này nó đô, bị ép nhưng đế nha. mà tính đi Bị tính ép đế lại ha. À thì quên ha. Để mình biết vô. Ukraine Cây này còn mình biết nhận vô thật nha. nhận á, là nó Ukraine. chỉ còn lại có Tầm 5 tỷ bụng cổ rồi ha. á. Rửa nó chỉ Tại xuống vì ha. những cái Chia phần rửa còn là rồi những cái đầy phần mà đủ kia nha. đó, những cái phần mà dâu ra đó Có là nhánh bay nào rồi lót nha. tay bôi trơn nè ha, rồi mua vũ Bay khí ha. thì cũng của Nó Mỹ không bị với của lúa nha. NATO. Cây này nó đặc Thử nha. ra là về tay của người Ukraine, thiệt sự ra người Ukraine nhận chỉ còn lại Đâu cái có quanh không? 5 tỷ. Cũng tội các bạn, sống bằng hơi thở viện trợ thì cũng khổ lắm luôn, Qua ngang. rất khổ. Giống như là Việt Nam, giống như miền Nam Việt Nam mà trước Chiều năm cao là một 1975 mét. vậy nha. Còn cái cần bay này nó 50, khổ 50, 50 xe khổ thiệt, khổ luôn. Phôi này là một cái phôi có hoành U là Ờ, thân thì 52, 51, 52. Hoành thân hoành là thân là gì 31, nhỏ rồi. chiều Hoành cao thân thì 1 mét. 31. Sau giảm giá còn lại là Cây này 700 thì có nghìn, hai bao cái gồm cục phí vận U chuyển. Anh chị khá là em đẹp nào nào hả? yêu liên hệ các bạn Nhưng ha. cấn cái Khá nhiều nguyên nhân phôi là do nó giảm ép giá 300 các nghìn nha các bạn. Rễ cộ thì không Anh có em đừng có bị thắc bỏ mắc bụi là hay vì sao sao hết. mà bán xong rồi Cây cái nào yêu toàn thì liên hệ sale nha. giá giảm giá dữ vậy. Mai rừng Thì Khánh thiệt Hòa sự nha anh em. ra là nó Rừng Khánh nó Hòa thì vừa anh được em rồi. cứ an tâm, nó là dòng độc xanh hết. Bao chuẩn độc xanh. Phôi này thì Cây cũng cuối cùng là giảm một giá cây là nó có coi cái đây giảm hẻm lỗ lỗ ở rồi đây các bạn ha, nó ăn xuống hai cái trăm nghìn nó phôi bọng cái này lỗ là hai xuống trăm với cái rễ cọc cây dưới này này ha, nó có một cái cây lỗ bọng cọc từ dưới này xuyên tầm nó bọng tầm xuống ngón tầm khoảng tay ngón tay nha, ngón tay thôi. Ba thân mấy cái đầu rễ còn ba lại là thân ổn rất là hết, đẹp luôn, ổn áp hết luôn. Cây này rất đẹp các bạn,
nhìn cái phôi này nếu mà nó không cây thì rễ nó liền lạc hết khá là nhiều các bạn, quá đã luôn. Hoành 55, hoành 55 nha, hoành 55, chiều cao 48, chiều đế cao cái nhìn lực tổng sĩ thể của nó là 58, và sao giảm giá còn lại cây 700 nhìn to bự luôn, giảm giá 200, cây nhìn rất là to bự luôn. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là yêu thì liên hệ nha các bạn, 900.000 bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ. Rồi, các bạn chào và hẹn gặp lại các bạn ở video chào tiếp theo. Và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.